Hiệu Toshiba trị giá 5 triệu nguyên còn trong thùng. Cho nên bây giờ làm mặt cái nhạc nhẹ lên lên ngồi cho cái người này. Thì bây giờ đợi một số anh em ta đang khuya về. Để mọi người giữ số nha. Cái số rất là quan trọng á. Giải thưởng hôm nay rất là đặc biệt á. Thiết an toàn á. Thank you.
tất cả các bạn là có mặt trong ngày hôm nay là để tìm vào cuối năm, đúng không ạ? Năm nay có cái đặc biệt vui hơn á, là chúng ta có rất là nhiều anh chị em mới làm việc, đó là cái vui. Ngưng 5 phút đi, ngưng chèo 5 phút đi, rồi sau đó là coi như là cho nên vui là chúng ta có rất là nhiều anh chị em lần đầu tiên là tham gia cái buổi tiệc ngày hôm nay, nên là tôi mong rằng là tất cả những anh chị em đã đi trước thì chúng ta có nhiệm vụ là hướng dẫn lại cho tất cả anh chị em đi sau. Còn tất cả những anh em mới thì cố gắng tiếp thu, phát huy, học tập để mà chúng ta có những cái thành công mới trong cái tương lai của mình. Ngày hôm nay nhân dịp là cuối năm, tôi cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã và đang làm ở sàn Kuroma, đặc biệt là phần M&B đã cùng nhau và giúp cho tôi hoàn thành trong năm vừa qua công việc rất là tốt đẹp. Và nhân tiện này là tôi cũng xin chúc cho tất cả anh chị em năm mới dồi dào sức khỏe và gia đình gặp nhiều thì may mắn. Xin hết. Nhắc công với chúng tôi là bà ấy bị xử lý cái danh đường đông lắm đó.
bạn tôi nghĩ đi, xin bây giờ đảo nó là cơ mà, xin điểm Tây Khăn Mùa Xuân. Với tư cách là ca sĩ đạt giải trong sau ba điểm hẹn thứ mười sơ đăng hạng được đưa anh ra lên sân khấu. Yeah.
vỗ tay.
sợ dơ áo lại. Dán số vô người đồng hồ lên, không số cái người là không có nhận được. Dán vô. Xin mời anh Toàn. Xin mời anh Toàn lên đâu phòng thử đầu tiên. Tỷ giá 5 triệu đồng một vòng máy lạnh LG cho anh Hòa. Anh Hòa sao ạ? Xin các bạn cho một đàn pháo tay. Số 51 này không còn giá trị nữa. Xin mời anh Xuân. Cho luôn. Về làm kỷ niệm luôn. Souvenir for you luôn. Đó. Tôi đâu em ơi, anh
Yeah.
Thank you.
14. Các bạn ngồi xuống, phía sau các bạn là cái hồ. Các bạn rõ đủ rõ đồ là bị hư hoặc là các bạn đừng có đâu đồ lung tung các bạn ha. Chúng ta chơi nhưng mà chơi FB service của chúng ta là trong một năm qua là có rất là nhiều thay đổi. Các bạn tập tự hát xin nhé. Nhưng mà người lớn rất là nhiều. Bây giờ hôm nay các bạn những new start cũng có một cái gọi là cái món quà nhỏ để ra mắt các anh chị em cũ. Xin mời các bạn new start đứng đây. Tới tụi em tiếp tục học và làm việc tốt hơn nữa để một phần FP của mình nhé.